Hôm nay mình lại làm cầu thang pano cho một nhà trọ nha các bạn. Và đây là cầu thang. Ở đây mình làm hai khung phơi đồ. Còn đây là đồ đẩy dép. Đây, mình sẽ làm cái cửa bốn cánh. Cái cổng bốn cánh nha, hàn núm đồng ngoài nha. Ngang 4 mét. Và đây là hàng rào, khung hàng rào. Đã sơn lên màu đen và núm màu vàng. Và đây mình làm một cái gương đèn cho studio. Đây là toàn toàn cảnh nhà trọ một lầu. Đó, cổng mình đã lên và hàng rào đã lên. Và đây là nhà trọ, chỗ này là để nhà xe nhé các bạn. Mình làm cửa lùa, làm tôn với mái tôn. Và đây là bậc tam cấp di động, có thể rút ra rút vô. Và đây mình sẽ hoàn thành cổng bốn cánh và hàng rào. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn.